khi mà anh nhận cái nội dung của bộ phim xong rồi anh sáng tác bài này trong lòng bao lâu vậy anh? Như là sáng tác bài này trong một ngày rưỡi à? Một ngày rưỡi thôi, mình cho nó 2 ngày đi ha. Cả đó 2 ngày. 2 ngày. Thì cái ngày đầu tiên mà Trâm đang quay ở trên đoàn á, thì chị Thanh Thánh Thiện là người cho Trâm nghe nhạc phim. Nó chứ chị nói là Trâm muốn nghe nhạc phim không? Kêu trời muốn chứ chị, em đang háo hức nè. Xong chị mở cho em nghe. Trời ơi, nghe cái đoạn đầu tôi nói muốn rụng rời tim luôn á mọi người, tim nó bỡ bụng ra luôn á. Tại vì cái bộ phim mình làm mà, cho nên là khi mà mình nghe cái nhạc phim á, nó hay quá, nó da diết quá, mình thích cực kỳ luôn. Đó, thì là chị Thiện là cái người đưa cho em nghe. Mà lúc đấy cũng chưa biết anh luôn nha, chưa có biết là ở ngoài anh trẻ đến như vậy. Trẻ thôi, già vẫn rồi. Còn bé Nhi Nhi là cũng rất là tình cờ luôn, là tại vì nhạc phim, bộ phim thì còn một giọng nữ, thì bé Nhi Nhi là được anh Vũ Nhân là cái người mà chọn, cho nên là mình cũng rất là vui khi mà được bé Nhi thể hiện bài hát. Bây giờ Nhi cũng rất là may mắn với mình, tại vì thực ra ban đầu anh Nhân chỉ bảo là nhạc phim thôi, chứ anh Nhân chưa bảo là nhạc phim chị Trâm. Xong rồi sau đó, sau khi mình hát xong rồi biết, à trời ơi, nhạc phim của chị Trâm, xong mấy kiểu hơi bị bất ngờ, là tại vì rồi tiên Nhi hát nhạc phim mà cho một chị viên mà đã có tên tuổi mà nhiều như chị Trâm rồi, cho nên là khi lúc mà biết ra là run lắm, tại vì lúc khu sẽ không có run gì vậy. Ủa em nói thiệt đúng hả? Em nói thiệt chị. Trời ơi, còn mình á, mình nghĩ trong đầu là có khi nào mình mời bảo hát không ta? Có chị, trời ơi, em cũng xỉu. Tại vì bé Nhi là một trong những ca sĩ mà Trâm biết tới là nhờ những cái bài hát mà cover của bé trên mạng rất là hot luôn. Trời ơi, clip nào hả ta nói triệu view. Cho nên là mình nghĩ trong đầu là trời, không biết khi nào mà mời Nhi Nhi được, có khi nào Nhi Nhi không nhận lời ông ta, sợ quá trời sợ luôn. Nhưng mà rất là thích là Nhi Nhi vô để mà hát cái bài phim này. Bây giờ mình có nên hát không vậy ạ? Anh Nhân mua đàn ở đâu vậy ạ? Đúng rồi, đó thì thiệt luôn á. Mọi người ơi, bữa nay em không có livestream bán hàng. Mọi người ơi, bán hàng thì 8 giờ tối nha. Còn bây giờ là em đang livestream với nhạc sĩ với lại ca sĩ. Cho nên mọi người ủng hộ và chia sẻ cái livestream này giùm em đi ạ. Sao bình thường em bán hàng nhiều người xem lắm mà, kỳ vậy. Dạ nào ơi, anh nhạc sĩ mua cái áo ở đâu đẹp quá vậy? Mua gì kỳ vậy trời? Vậy không? Chị Trâm ơi, hát bằng giọng Quảng Ngãi đi chị. Trời ơi, chị mà hát bằng giọng Quảng Ngãi là không ai nghe luôn á. Rồi, chị Trâm ơi, chị ăn cái gì xinh vậy? Chị ăn cơm. Chị ăn cơm nha. Nhi, dạ đúng rồi ạ. Bé Nhi Nhi là rất là hot trong những cái bài cover luôn á mọi người. Hay lắm. Và đặc biệt là triệu view. Rồi thôi, bây giờ mình không kéo dài nữa, mình đi vô hát luôn đi ha. Bây giờ rất là nhiều bạn muốn nghe Trâm hát cái bài nhạc phim. Anh ơi sao anh cười hoài vậy? Em hát mà anh chấm. Ok, dập hát. Cái lời bài hát. Rồi, có gì đi ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ được nghe Trâm hát bài nhạc phim. Tuyệt vời. Trời ơi. Tuyệt vời. Trâm mà hát là cái gì ra rìu. Anh ơi, chừng nào vô thì nói em biết ngay, chứ tại em không biết vô. Rồi. À, Vương Nguyễn Xuân Rồng thì tối mai 20 giờ trên kênh Hộp Trâm Official sẽ có teaser tập 2 cho mọi người. Teaser tập 2 rất là hấp dẫn luôn. Và ngày 19 tháng 8 thì vào lúc 20 giờ trên kênh Hộp Trâm Official thì sẽ là phim tập 2. Và sẽ được phát trực tiếp luôn nha. Hôm trước mình phát trực tiếp là được 4.003 người xem trực tiếp trên YouTube. Hy vọng là tập 2 này sẽ có nhiều mọi người, nhiều bạn coi hơn nữa nha. Rồi bây giờ sẽ là nhạc phim Gia Nhi Super Cute. Rồi, Trâm hát trước nha. Đây là một bài hát mà mình đặt nó cả vào trái tim của mình, tâm hồn của bộ phim. Vô chưa anh? Ủa vô rồi hả? Là 1, 2, 3. Ai cũng có một thời muốn nhìn thấy bầu trời.
chẳng muốn quay về nhưng mà chẳng thể trở về vì còn nhiều âm lắm, vì lòng còn chuyện muốn về nơi bắt đầu nhưng lòng mang ưu sầu chẳng biết đi đâu về đâu đành cất trong tim thở sâu sự thật là chẳng muốn chia ly chẳng ai muốn đi vì một hạnh phúc ta từng trông vì một ngày đó ta thường mong cuộc đời vẫn rất công bằng với ta nhưng đã hơn một lần chỉ muốn quay về nhà chào trong từng giấc mơ và vì thế giới vẫn còn một người lặng lẽ chờ ta từng ngày chỉ cần nửa thấy nụ cười trên môi bầu trời dù đêm đen cũng không còn u tối và vì thế giới vẫn còn một người thường khóc vì ta như vậy dù từng buồn vỡ hàng trăm lần đau nhưng vẫn luôn ở đây âm thầm và thương ai và vì thế giới vẫn còn một người lặng lẽ chờ ta từng ngày chỉ cần được thấy nụ cười trên môi bầu trời dù đêm đen cũng không còn u tối và vì thế giới vẫn còn một người thường khóc vì ta trăm lần đau nhưng vẫn luôn ở đây âm thầm. Và thương ai.
dài nữa. Opening opening của kiểu làm dâu đúng không? Trời ơi cái bài đó cũng hay nữa, xuất sắc luôn. Anh ơi nát cho em nghe đi anh ơi. Bây giờ mình chỉ có Nhi được không? Mình nói là không mà. Nhân Nhi là bây giờ cái Nhi là đang đảm nhiệm là hát nhạc phim. Đúng rồi. Ừ, nhạc phim mình đã hát rồi. Hồi nữa khi mà trước khi mà kết thúc đó thì cái Nhi sẽ hát lại cho mọi người nghe một lần, ba người hát luôn. Còn bây giờ anh hát bài của Muôn Kiểu Làm Dâu đi. Ở đây có rất là nhiều khán giả muốn nghe anh hát nè. Đó, Điền Quân Media người ta đang ngồi chờ kìa, đúng không mọi người? Hơi xìu. Bây giờ chị Nhi với anh Nhân hát xong ca đi, là hát bài gì giờ trời? Ủa sao mai kêu em hát cho vậy? Anh Nhân hát hay, Nhi có người yêu chưa em? Dạ. Cuối giờ sẽ biết. Cuối giờ sẽ biết, hồi nãy chị Trâm dặn rồi. Nãy chị Trâm dặn rồi, cuối giờ mọi người. À, Trương Túy Yên, mọi người hỏi là khi nào nhạc phim sẽ được lên trên kênh YouTube? Thì nhạc phim là sẽ có sau tập 2 nha mọi người. Sau tập 2 thì sẽ lên nhạc phim cho mọi người. Tại vì có rất là nhiều bạn tò mò và cứ hỏi Trâm là nhạc phim tên gì rồi mình sẽ tìm bài hát đó ở đâu. Cho nên là chưa có up lên đó mọi người, sau tập 2 nha. Sau ngày 19 tháng 8 thì khoảng ngày 22 tháng 8 thì sẽ up nhạc phim lên cho mọi người nha. Hello Phan Hoàng Sao Mai. Rồi chào em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe anh Nhân hát thêm một bài của phim Muôn Kiểu Làm Dâu. Mặc dù mình đang like cho phim Vương Miện Xương Rồng nhưng mà mình sẽ hát bài nhạc phim Muôn Kiểu Làm Dâu. Người nhớ đang xem phim Vương Miện Xương Rồng. Rồi bây giờ mình hát cái bài chủ đề của phim Muôn Kiểu Làm Dâu nha. Trong lòng mình lao đao như có việc gì em phải nói lẽ ra. Bao lâu nay em cuộc sống tự do, nhưng sao nay sao lại cứ đắn đo âu lo. Giờ mãi chẳng biết như thế nào. Là vì anh yêu em, thương em, muốn bên em. Là vì em muốn một mái nhà màu xanh. Ừ thì em sẽ trưởng thành, cố gắng từng ngày thành một nàng dâu tốt. Chuyện về nàng dâu ơi sao thật đau đâu em. Mẹ chồng nàng dâu chẳng ai chịu hiểu thấu. Những thứ thật là đâu đâu mà cứ khiến nhau u sầu. Nhiều điều lại trốn sâu. Chuyện về nàng dâu xưa nay giờ vẫn vậy. Mẹ chồng nàng dâu ai ai cũng nhìn thấy. Sớm nắng thì chiều rông mà thiếu vắng thì lại trông cha đã ba ba. Chuyện mẹ chồng nàng dâu muốn kiểu làm dâu. Chuyện mẹ chồng nàng dâu cha đã ba ba. Chuyện về nàng dâu ôi sao thật đau đớn. Mẹ chồng nàng dâu chẳng ai chịu hiểu đâu. Những thứ thật là đâu đâu mà cứ khiến nhau u sầu. Nhiều điều lại trốn sâu. Chuyện về nàng dâu xưa nay giờ vẫn vậy. Mẹ chồng nàng dâu chẳng ai chịu nhìn thấy. Sớm nắng thì chiều rông mà thiếu vắng thì lại trông cha đã ba ba. Chuyện mẹ chồng nàng dâu. Rồi bây giờ mọi người bắt em hát rồi. Rồi thôi đừng để em hát mọi người ơi. Mình đừng để em hát nha. Bây giờ sẽ là 10 câu hỏi dành cho 10 bạn. Mọi người có thể hả? À bây giờ mọi người có thể đặt câu hỏi trên đây. Và Trâm cũng như là anh Nhân cũng như là bé Nhi sẽ trả lời cho mọi người. Và 10 câu hỏi hay nhất sẽ được nhận 10 phần quà từ ORIBI nha mọi người. Dạ, dược mỹ phẩm à. Dạ, là một phần quà từ nhãn hàng ORIBI nha mọi người ơi. Mình sẽ có 10 câu hỏi hay nhất. Và bây giờ mọi người có thể đặt câu hỏi trên đây. Và Trâm sẽ lần lượt sẽ trả lời từng câu hỏi của mọi người nha. Hello Ngân Nguyễn Thanh Ngân nè. Sao anh nhạc sĩ đẹp trai quá vợ. Đây có thể cho là một câu hỏi hay không ta? Tại vì rất hay luôn. Không,
chị thấy nó bình thường, tại vì em biết sao không, ảnh đẹp sai sẵn rồi, ai nhìn cô cũng thấy gì trơn á. Cho nên là bây giờ hỏi là anh nhạc sĩ đẹp trai quá hà thì ba má để chào mừng lại gì anh ơi, không những đẹp trai anh còn hát hay nữa. Ở dưới kia anh thấy không, mọi người kêu gọi anh là chồng ơi ông xã này nọ. Xong chỉ xong một đêm nhưng trở lại. Rồi bây giờ đây có bạn hỏi rồi, tại sao chị quyết định làm bộ phim Vương Miệng Xương Rồng? À thì tại vì là thật sự là Trâm cũng mới làm YouTube thôi, mới làm được khoảng 8 tháng. Thì khi mà bắt đầu làm YouTube á thì Trâm thấy có rất là nhiều kênh YouTube khác á làm phim, làm rap drama này nọ, thì mình cũng có một cái ước nguyện là mình sẽ làm một bộ phim cho mình, giống như là mình sẽ kỷ niệm 10 năm mình làm nghề vậy đó. Với lại 15 năm mình đi xa quê, mình vô trong đây một thân một mình tự lập, cho nên là mình nghĩ đây sẽ là một cái bước ngoặt đánh dấu cho cái bản thân của mình, giống như là kỷ niệm cái nghề của mình vậy đó. Cho nên là em quyết định sẽ làm bộ phim, mà bỡ ngỡ lắm, không biết là mình phải làm từ đâu, bắt đầu từ cái gì. Sau đó là nhờ bên công ty Điền Quân và ngồi với lại team biên kịch ngồi lại họp lại rồi quyết định là sẽ làm ra một bộ phim. Lúc đầu á mọi người, cái bộ phim này á không phải là cái tên là Vương Miệng Xương Rồng đâu, mà là một cái tên nó rất là đơn giản, đó là Nắng Mưa Tháng 12. Tại vì Trâm là sinh nhật vào tháng 12 cho nên là định lấy bộ phim tên tựa đề là Nắng Mưa Tháng 12. Nhưng mà khi mà cái bộ phim hoàn chỉnh xong, làm ra xong rồi thì lại thấy nó trời, sao cuộc đời của Thảo Chi nó trong gai quá, nó giống như một cây xương rồng nhưng mà nó trong gai và nó rất là mạnh mẽ, cho nên là quyết định là đổi tựa phim là Vương Miệng Xương Rồng đó, và nó rất là phù hợp với lại nội dung của phim luôn. Cho nên là Trâm nghĩ đây là một cái, bữa nay Trâm cũng già rồi mọi người, 30 tuổi rồi, cho nên là muốn làm một kỷ niệm gì đó cho bản thân của mình đó, cho nên là mới quyết định làm cái bộ phim này. Cảm ơn bé rất là nhiều, một câu hỏi rất là hay. Trong quá trình làm phim chị có gặp khó khăn gì không? Trời ơi, khó khăn kinh khủng khiếp luôn anh ơi, anh đẹp trai ơi, em khó khăn dữ lắm. Anh có biết là em khó khăn gì không anh đẹp trai? Em khó mà, ví dụ như kịch bản nha. Kịch bản làm ra xong rồi á, bỏ toàn bộ, làm ra kịch bản xong rồi nha, còn khoảng 15 ngày nữa bấm máy, bỏ toàn bộ cái kịch bản cũ luôn, tại vì mình cảm thấy nó chưa đã, nó chưa đã lắm, nó chưa hay lắm, cho nên là quyết định bỏ, và từ cái kịch bản cũ đó luôn, sau bắt đầu mình triển khai thành một cái kịch bản hoàn toàn mới. Thì anh nghĩ đi, mà trong vòng còn khoảng có 15 đến 1 tháng nữa là mình phải bấm máy rồi. Bây giờ nếu mà mình không làm nhanh gấp rút quá thì mình phải dời cái lịch chiếu phim, hoặc là dời cái lịch quay lại, mà lúc đó là đang dịch nữa, cho nên là mọi thứ nó cứ như là sao ta, nó dí mình chạy mà chạy không kịp luôn á. Đó là khó khăn đầu tiên nha. Bắt đầu tới khi mà hoàn thành kịch bản rồi đi tìm bối cảnh, thì tìm bối cảnh là ok hết rồi, ngày mai chuẩn bị bấm máy, bối cảnh báo là không cho quay. Không phải dịch, lúc đó là hết dịch rồi, mà người ta nói là chỉ cho quay tới 9 giờ tối thôi, mà phim của mình thì có cảnh đêm rất là nhiều thì phải quay bèo lắm là phải tới 12 giờ, mà tới 8 giờ tối người ta, 8 giờ 9 giờ người ta đuổi mình về rồi, sao mình quay được nữa. Cho nên là không cho quay, là nguyên một ekip phải chạy đi tìm, mà anh biết là phải tìm một cái chung cư mà vừa cũ mà vừa đẹp, mà lên hình nó phải cái góc điện ảnh á, là chạy nguyên cái Sài Gòn này nè. Xong rồi cái cuối cùng á, vô tình á là có một người chỉ bên chung cư kia, thì ekip là cái người mà phải chạy qua bên đó, xong rồi phải xin, xong cuối cùng là xin được luôn, là để nghe cho bữa sau mình quay. Đó là cái khó khăn thứ hai. Khó khăn thứ ba đó là về diễn viên. Diễn viên thì thực sự là đây là lần đầu tiên Trâm làm web drama, và lần đầu tiên mà mình đi mời diễn viên để mà họ hỗ trợ cho mình trong phim. Thì lúc đầu là mời được Tía Thanh Nam nè, mời được thầy Công Ninh rồi nè. Nói chung là dàn diễn viên là mình mời cũng rất là dễ luôn, nhưng gần tới ngày gần quay thì Tía Thanh Nam lại không nhận. Tía không nhận nữa là tại vì Tía nói là đây là lần đầu tiên Tía đóng phim YouTube, chưa bao giờ Tía đóng YouTube hết. Hồi đó giờ Tía đóng phim truyền hình, phim điện ảnh rất là nhiều, thì Tía nói là thôi Tía chưa bao giờ đóng phim YouTube, cho nên là thôi cho Tía từ chối. Trời ơi, cả một ekip luôn, anh nghĩ đi, có nghĩa là mình mời được cái dàn diễn viên mà mình ưng á, mình ưng ý rồi, hợp với vai nữa. Xong cuối cùng cái bị một cái trục trặc á, nguyên cái ekip bị kiểu như là tụt mút á, tụt mút luôn. Cái xong rồi cái chị nhờ chị Thanh Thánh Thiện, chị Thanh Thánh Thiện là cái người mà đi năn nỉ Tía nè, rồi đưa kịch bản cho Tía đọc, thì không hiểu làm sao qua ngày hôm sau Tía nhận lời
Tía nói là tía đọc kịch bản rồi tía thấy nó ok quá, cho nên là tía sẽ nhận cái phim này cũng như là lần đầu tiên tía đóng YouTube đó. Rồi là xong, nhà diễn viên anh Hà Chí Quang thì hỗ trợ rất là nhiệt tình luôn. Chị Tường Vi, chị Tường Vi thì mình gọi điện đó, mình cũng nói kịch bản, mình kể với ai qua cho chị thì chị nhận lời luôn đó. Nói chung là nhà diễn viên là như là ổn rồi đó. Bắt đầu vô ngày quay, ngày đầu tiên mới vừa cúng máy xong mưa ầm 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 như trút vậy đó. Rồi anh nghĩ sao quay, anh thấy cuộc đời anh thấy giống như là rất là nhiều cái cản trở, vừa giống như là cái lúc mà cúng máy nha, không có mưa, vừa cúng máy xong chuẩn bị bấm máy, chuẩn bị 1 2 3 diễn mưa ầm 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 rồi nguyên một đoàn phim mới đi đắp mưa đó. Thì mình cũng lên Facebook mình nói là trời ơi, cho trời bất tạ, cho trời tặng đi cho con quay với. Thì có rất là nhiều người, đặc biệt là anh Coleman. Anh Coleman là người vô nhắn tin nói là em không có gì phải lo hết, trời mưa là đó là một cái điều gọi là may mắn cho mình, cho nên là đừng có buồn, đừng có lo gì hết, một hồi nữa tặng mưa là quay tới chiều luôn. Ai ngờ thì anh mưa đâu khoảng 5-10 phút gì đó xong đó là bắt đầu nó nắng tới chiều luôn, nó nắng mà hói đầu luôn đó. Thì, rồi một cái nữa đó là trong quá trình quay thì đương nhiên là sẽ gặp rất là nhiều khó khăn rồi, bây giờ kể ra chắc kể tới mai cũng không hết nữa. Rồi bây giờ là cho là xong phim rồi nha, nhạc phim rồi xong hết rồi, đỡ lo rồi. Tới cái ngày họp báo thì cái ngày họp báo là đã lên lịch, lên lịch là ngày 3 tháng 8. Thì ngày 3 tháng 8 cũng định là mời anh Nhân với lại bé Nhi Nhi sẽ là hai nhạc sĩ với ca sĩ lên thể hiện bài hát trước anh chị báo chí. Rồi trong cái ngày họp báo đó rồi mình cũng chuẩn bị quà tặng nè, rồi mình chuẩn bị rất là nhiều cái phần quà cũng như là trò chơi cho anh chị báo chí cũng như là khách mời. Nói chung đây là một bộ phim mà mình làm xong thì mình phải có một cái buổi họp báo để mà cho là nó có hoành tráng, có sự PR cho phim. Ngày chuẩn bị xong hết rồi, em đặt 100 cái chậu hoa xương rồng, tại vì phim mình là Vương Miện Xương Rồng mà, em đặt 100 chậu hoa xương rồng nha anh, và có khắc cái tên trên phim á, là tên phim là Vương Miện Xương Rồng trên cái chậu xương rồng luôn. Thì còn khoảng 3 ngày nữa thì bắt đầu dịch tới chạy không kịp, là bây giờ thì người ta lúc đó thì chưa có cấm đâu, tại vì lúc đó là đang bị ở ngoài Đà Nẵng. Thì lúc đó thành phố Hồ Chí Minh mình thì chưa có ca nào hoặc là cũng chưa có bị, nhưng mà thật sự là mình cũng nên giữ gìn sức khỏe, mình cũng sợ ảnh hưởng, lỡ mà có chuyện gì thì mình cũng không biết được, cho nên là thôi quyết định là ngồi họp lại với nguyên một team luôn, là mình hủy toàn bộ cái buổi họp báo đó, nào là hoa, nào là bánh, nào là quà, nào là khách mời, nào là thiệp mời, rất là nhiều cái công đoạn để mình chuẩn bị cho cái buổi họp báo đó, nhưng mà nó bị tan tành rồi đó, cho nên là cũng không được gặp các anh chị báo chí và cũng không công chiếu cho anh chị báo chí cũng như là khách mời coi được một tập đầu tiên đó. Thì em cũng rất là buồn, trời ơi buồn kinh khủng luôn. Anh nghĩ cái mặt của em nhìn nè, em buồn mà em sụn nóng luôn như này, có nghĩa là buồn kinh khủng á, buồn mà không biết làm gì á, buồn không thể buồn không dễ diễn tả luôn, nó nghĩa là nó cứ sao sao, nó gặp đủ thứ trục trặc hết. Trời, nãy giờ mới trả lời 2 câu thôi đó, mình đã dài như vậy luôn hả? Lần đầu tiên được đi họp báo mà nôn đúng không? Còn em là lần đầu tiên họp báo của chính mình á, họp báo cho chính cái bộ phim của mình á, trời còn nôn nữa, chuẩn bị váy áo vơ đồ đầy đủ luôn. Anh Nhân nhắn tin vô lúc Nhân suy nghĩ là mặc đồ gì cho đẹp trai họp báo đi mọi người. Anh Nhân còn nhắn tin vô lúc nhìn phim. À, sau khi làm phim chị có những cảm nhận gì ạ? Trời, bây giờ không biết nói cảm nhận sao luôn á, tại nói chung là đây là bộ phim lần đầu tiên mình làm á, cho nên là sẽ có rất là nhiều cái bỡ ngỡ, và chắc chắn là nó chưa có hoàn thiện lắm. Hy vọng là sau cái bộ phim này mình sẽ rút ra cho mình đó, bản thân mình cũng như là ekip nhiều cái bài học hơn để mình làm tốt cho cái những cái bộ phim sau đó. Chứ còn về cảm nhận phim thì bản thân phim của mình thì mình sẽ rất là thích nó rồi. Vì sao Trâm lấy tên của mình là Thảo Chi trong phim Vương Miện Xương Rồng? Để em gọi điện cho chị biên tập. Dạ, cái tên này là em cũng không biết nữa, tại vì chị biên tập là chị Đào, là người quyết định tên cho nhân vật của diễn viên. Và có tên của chị Tường Vi trong phim là tên Hân. Lúc đầu em hỏi chị là, ủa chị ơi, bây giờ đóng tiểu tam cứ phải là Ray Hân mới được hả? Mà cuối cùng lại chọn Ray Hân, vẫn là tên Hân. Không hiểu tại sao cứ Hân là tiểu tam, mà trong phim này là chị Tường Vi là cũng dạy tiểu tam đó, cho nên là lại lấy tên Hân. Chị Nhi hát một bài đi. Dạ rồi, mọi người chờ xíu nha, gần cuối chương trình rồi bé Nhi sẽ hát cho mọi người. Quá trời câu hỏi mình đã bị trôi rồi nè. Thảo Chi, em cũng không biết ý nghĩa cái tên Thảo Chi luôn á, mà nghe nó cũng hay đúng không anh?
À, từ đâu mà chị có ý tưởng từ dùng doanh thu để từ phim để làm từ thiện cho quê hương của mình? À, thật ra thì cái này thì mình nói tế nhị nha, tại vì thật ra là nhiều người cứ nghĩ là mình nói ra để mà mình làm chiêu trò, không phải đâu mọi người. À, lúc đầu tiên khi mà bắt đầu làm cái phim này nè, là Trâm nói với chị Thánh Thiện luôn là mình làm cái phim này nó phải mang một cái ý nghĩa gì đó, thì khi mình làm thì mình sẽ có sự cố gắng hơn. Thì em mới nói với Thánh Thiện là bây giờ thôi mình làm đi, xong rồi toàn bộ cái số tiền mà mình kiếm được từ doanh thu của cái bộ phim này trên YouTube thì mình sẽ để riêng ra, mình trích riêng ra và mình sẽ làm từ thiện toàn bộ luôn. À, thì có rất là nhiều bạn hỏi là ủa làm như vậy rồi bị lỗ không sao? Trâm khẳng định luôn là bắt đầu làm phim này là lỗ rồi, không bao giờ có dư được đâu mọi người, không bao giờ lời được đâu. Nhưng mà mình vẫn làm, mình muốn là có một cái sản phẩm cho riêng bản thân của mình thì mình phải đầu tư. Cho nên là Trâm nghĩ là không bao giờ mà lời được từ bộ phim đâu. Bộ phim này á, bỏ rất là nhiều tiền ra để mà làm. Cho nên là cái số tiền mà doanh thu kiếm lại được á, thì Trâm nghĩ là nó cũng không thể nào mà quỳ vốn được. Nhưng toàn bộ số tiền đó Trâm sẽ trích riêng ra và sẽ làm từ thiện ở quê nhà của mình. Cái đó là sự thật. Và tháng 10 này Trâm sẽ thực hiện cái chuyện đó. Cảm ơn một câu hỏi rất là hay của bạn. Chị đóng những cảnh nóng trong phim có khó khăn gì không? Cảnh nóng? À, em có coi cảnh đó chưa? Em có. Em thấy sao? Thật ra là nói cảnh nóng cho vui vậy thôi, chứ chưa kịp hôn môi đạo diễn cắt mất tiêu rồi. Còn chưa kịp chạm môi của Minh Thành nữa. Tiếc chứ, tiếc. À, cái đoạn mà khi mà hai người bắt đầu đối mặt với nhau á, là vừa chạm môi vô là đạo diễn cắt rồi, là chuyển cảnh qua là những chiếc lá, những cái hạt mưa đang rơi, có nghĩa là mọi người đã hiểu rồi ha. Đó, thì một cái bài hát rất là hay cất lên đây, rất là cảm xúc luôn. Rồi cái đoạn mà Trâm vừa dạy xong á thì Thành cũng dạy luôn á, sau cái cảnh mà cảnh gì sau cái cảnh mà yêu đương đó thì Trâm quyết định là Trâm bỏ về, và Thành là cái người nói là thôi để Thành nhờ, để cho Phong á chịu trách nhiệm. Thì cái bài hát của anh Nhân phát lên, trời ơi nó hay muốn chết luôn, nó hay muốn xỉu luôn á. Và rất là nhiều bạn hỏi bài hát đó là bài gì. Là bài Hồi Ức Mang Tên Em. Ừ, sao bài đó anh không gửi cho em vợ em không có bài đó luôn á. Anh hát luôn đúng không? Chị Thành Nguyên sẽ dùng bài đó. Anh hát luôn đúng không? Bài đó là nó là một bài dịch phim, nhưng mà do mình nói là tại vì bài đó nó lúc mà đang coi phim của Trâm mà, tại vì nó lên cái bài nhạc nó cũng rất hồn, thấy là tại vì lúc đầu mình có chồng chồng chị Thành không có nói cái việc đó nên là thấy hay. Đó là bài Hồi Ức Mang Tên Em. Bây giờ mình hát rồi. Dạ. Chính nơi anh mắt chạm nhau, tưởng chừng như chẳng thể cùng với nhau, tưởng chừng như ta đã đánh mất nơi thế gian đầy ưu tư. Giống như khi ta đã cùng lưu lạc đến hôm nay, ngày và đêm dường như chẳng quan trọng vì em đây. Hai người xa lạ tìm được nhau nhưng sao lại quay về nơi bắt đầu. Ta mang hồi ức hôm qua về đến hôm nay, ta lưu lại những yêu thương còn ngây dại. Ngược dòng thời gian, ngày duyên trời vang, thế giới có hai người không cô đơn. Ta mang hồi ức hôm qua vào trái tim ta, ta đâu nào muốn đôi ta thành xa lạ. Đừng để mất nỗi phải nhớ hay là ta phải quên đi. Quá khứ và hiện tại hôm nay chẳng phải lý do ta ngừng thương và thương.
mọi thứ xung quanh dường như đã vỡ tan, nhưng vẫn không thể quên hình bóng ta từng thương. Ta mang người ước muốn qua về, đến hôm nay ta lưu lại những yêu thương còn người rằng ngược sau thời gian ngày duyên trời ban. Thế giới có hai người thương cô đơn, ta mang người ước hôm qua vào trái tim ta. Ta đâu nào muốn đôi ta thành xa lạ, đừng để mắt đâu buồn vương mi, dù phải nhớ hay là ta phải quên đi. Đừng lạc mất nhau khi còn. Rồi, bé Nhi xinh quá, nhìn dáng cao thức thợ. Rồi, bây giờ mình sẽ trả lời tiếp những câu hỏi của khán giả nha. À, lúc chị bị đạp vào cái bụng thì cảnh đó có khó khăn gì không chị? Thì thật ra thì cái cảnh đó quay cũng rất là nhanh đó mọi người. À, và cũng không khó khăn gì mấy đâu. Tại vì diễn viên của mình đó là dùng hình thể để mà đạp á. Cho nên là khi mà nhìn vào á thì mọi người nghĩ là trời đạp kiểu nó là có nước chết thôi chứ sống gì nổi. Nhưng mà thật ra là đạp bình hình thể hết, thì cái lực của nó rất là mạnh, nhưng mà vừa tới bụng của Trâm là đã lấy ra rồi. Cho nên là cái cảnh đó thì nó cũng không khó khăn gì nhiều lắm. Rồi có người hỏi em là xong bộ phim thì chị giảm cân hay tăng cân? Trời ơi, cái câu hỏi thú vị quá. Em xong bộ phim Mương Miệng Sưng Rồng và Trâm xuống 6kg. Kinh khủng thiệt. Lần đầu tiên Trâm làm một bộ phim mà Trâm xuống 6kg luôn. 6kg ở đây không phải là do mình nhịn ăn để mình giảm cân hay gì, mà mình lo quá. Em bị stress nè, bị stress nè, không ngủ được nè, rồi giảm cân nè, rồi nó chuyển qua tới đau bao tử luôn. Kinh khủng thiệt luôn á, là không nghĩ là mình làm một bộ phim mình phải có quá nhiều cái lo lắng. Rồi cái ngày đầu tiên mà tập 1 phát sóng á là ngồi khóc như một đứa con nít luôn. Mình khóc ở đây có nghĩa là cái không phải là mình khóc vì mình buồn, mà là mình khóc vì cái sự hạnh phúc á. Tại vì mình hạnh phúc quá nên tự nhiên mình bật khóc vậy đó anh. Mình khóc thôi, cái sản phẩm của mình á, bao nhiêu cái kỳ vọng, bao nhiêu cái công sức của cả một ekip, tự nhiên giờ được lên sóng rồi đó, không nghĩ là hôm nay nó chiếu tập 1 luôn anh. Có nghĩa là mới ngày nào còn ngồi bàn kịch bản rồi còn lo cái này lo kia, tự nhiên hôm nay lên sóng ngồi khóc con ngơ vậy đó. Khóc quá trời khóc luôn, mà khóc nhiều quá thành mít ướt, cho nên là ngày hôm nay sao không có khóc nữa. Sương 6kg được hay được. Dạ. Đấy là sương 6kg được. Em xuống 6kg mà anh nghĩ đi, một tháng trời em không ngủ được luôn nha. Có nghĩa là thức tới 3-4 giờ sáng, xong rồi 6 giờ sáng phải đi quay mà làm liên tục như vậy. Xong bắt đầu có mình bị căng thẳng quá. Những cái ngày mà gần chiếu phim á, cái ngày mà chiếu tập 1 á nha, chiếu lên rồi á, căng thẳng đến mức mà bao tử á, nó thắt lại á. Nó đau á, đau mà không đi nổi luôn, vừa đi quay mà vừa ôm bụng luôn á. Là em cứ tưởng là em bị đau bao tử á, nhưng mà thật ra là hỏi thì người ta nói là tại vì mình căng thẳng quá, mình stress quá cho nên là cái bao tử của mình nó bị nó co bóp mạnh quá, nó làm cho mình bị đau mà từng cơn đó. Em đã hóm được 6kg sau cái bộ phim Vương Miện Xương Rồng rồi, mà giờ còn thêm bệnh đau tử nữa, chung là nó kinh khủng lắm. Chị và Lê Minh Thành có phải là phim giả tình thật không? Trời ơi không có đâu mọi người ơi. Chăm với Lê Minh Thần chăm với lại anh Lê Minh Thành đó là cặp đôi gì gọi là đôi bạn cùng tiếng á, đôi bạn cùng tiếng thôi. Nói chung là trong phim á thì Trâm với anh Thành á, anh Thành là một cái người mà rất là hiền, rất là dễ thương, thì ảnh cũng rất là bị áp lực á, áp lực với cái vai này rất là nhiều, áp lực đến nỗi mà nhiều khi mà ra đoàn á có những cái câu thoại mà nó hay với lại những cái câu thoại mà nó cảm xúc á thoại không được luôn anh. Có nghĩa là Thành bị áp lực á, tại vì diễn với lại một vài diễn viên mà kỳ cựu á, đứng trước Tiết Thanh Nam rồi thầy Công Ninh rồi chị Tường Vi, nên là nhiều khi Thành bị kiểu như là Thành bị khớp nhẹ. Nhưng mà sau đó thì là Thành diễn rất là tốt luôn, phải nói là cái nam chính ở trong phim này thì là một nhân vật mà Trâm cũng rất là thích, nên là khi mà mời được Minh Thành vô trong phim này thì cũng rất là vui, tại vì Minh Thành là cái người mà lột tả cái vai này là chỉ có Minh Thành mới làm được thôi, cho nên là em cảm ơn Minh Thành rất là nhiều. Rồi
thời điểm chị ra mắt phim, lúc nhiều phim của một số anh chị như Trấn Thành, Việt Hương cũng ra mắt, vậy điều này có làm cho chị lo ngại hay không? À, thật ra thì Trâm nói thiệt luôn nha, là Trâm biết là phim của chị Việt Hương lên trước phim của Trâm khoảng mấy ngày, là lên tập 1, trailer rồi tập 1. Còn phim của Trấn Thành là thề luôn là mình không biết là ngày hôm đó anh Thành lên luôn. Mình không biết là ngày hôm đó là đúng cái ngày 12 tháng 8 là phim của anh Trấn Thành lên. Xong rồi tối hôm đó đang kiểu giống như là mình đang coi phim của mình đó, vừa up lên đó thì Trâm lướt trên YouTube á, thì Trâm thấy là tập 1 phim của anh Trấn Thành, trời hú hồn luôn. Mình không có ngờ là ngày hôm đó mình lại đụng phim của Trấn Thành. Nhưng mà mọi người hỏi có áp lực hay không thì thật sự không có gì áp lực cả. Tại vì phim của anh Trấn Thành á, anh đã làm rất là nhiều phim rồi. Anh đã có kinh nghiệm làm phim và anh làm rất là nhiều phim hay rồi. Và cái lượng theo dõi trên kênh YouTube của anh Thành đó là Trâm thấy là đó là 4 triệu mấy rồi. Nó quá nhiều so với là một cái kênh YouTube mới của Trâm. Về cái lượng khán giả thì mình không, tại sao mình phải đem cái kênh của mình để mình đi so sánh với lại một kênh của một đàn anh như vậy? Mà trong khi anh Thành thì không phải nói nữa, anh quá giỏi, anh quá thành công rồi. Cho nên là thôi coi như là ngày hôm đó là mình ra mắt cùng ngày phim của ảnh luôn. Thì người ta coi phim của ảnh xong rồi, nếu mà người ta yêu thương mình thì người ta sẽ qua phim bên mình coi, cái gì đâu. Cho nên là không có gì gọi là áp lực hết đó mọi người. À, mình còn chúc cho bộ phim của anh Thành thành công nữa nha. Chị có dự định phim Tết mời mẹ tính nóng không ạ? Thực ra thì là Trâm với lại ekip cũng đang bắt tay nhau chuẩn bị viết cho một cái kịch bản phim Tết. Bây giờ thì cũng chưa có chia sẻ được nhiều hết. Thì bản thân của Trâm á, thì Trâm cũng muốn làm một bộ phim dành cho những người con xa xứ, những người mà làm ở nước ngoài để làm xa mà đi rất là lâu rồi mà chưa được về nè. Hoặc là không cần phải đi đâu xa cả, mà ví dụ như những người mà người ta khó khăn, người ta đi lên thành phố người ta làm rồi tới Tết lại không có điều kiện để trở về. Thì Trâm muốn làm một bộ phim mà mang một ý nghĩa như vậy. Cho nên là cả ekip cũng đang bắt tay và hy vọng là mẹ Tính sẽ có một vai trong này nha mọi người. Tại vì không hứa trước được, tại vì chỉ sợ là mẹ Tính nói giọng Quảng Ngãi mọi người nghe không có hiểu. Cho nên là thôi để coi thử, nếu mà cái vai đó nó hợp thì mẹ sẽ mời mẹ Tính nha. Tại vì có rất là nhiều bạn thích mẹ Tính đóng phim. Tại vì anh Nhân với bé Nhi không biết mẹ Tính. Mẹ Tính là mẹ của em. Dạ, ở quê. Rồi lượng fan hùng hậu lắm. Dạ rồi. Phim sau quay ở Quảng Ngãi đi ạ. À, phim Tết thì sẽ có những cái cảnh quê. Thì Trâm cũng đang muốn là về quê của mình để mà quay. Nhưng mà tình hình bây giờ là đang dịch như vậy thì cũng không biết là nó như thế nào. Mình cũng mong là dịch nó mau qua đi để cho mình có thể trở lại công việc bình thường. Bây giờ muốn đi đâu làm cái gì cũng không được á. Cho nên là cũng đang lo quá. Phim Vương Miện Xương Rồng cô đầu tư mấy tỷ vậy cô Trâm? Trời ơi, nghe mấy tỷ. Mấy tỷ là chắc bán nhà, bán đồ rồi bán bỏ về quê chứ vô đây mới làm phim nổi quá à. Thật ra thì bộ phim này kinh phí thì bây giờ mình cũng chưa có ước lượng hết được luôn á. Tới giờ phút này chưa ước lượng hết luôn. Là tại vì còn rất là còn phải dựng khoảng 5 tập nữa. Rồi em định đó là sau khi mà phim kết thúc á thì sẽ có một cái buổi tiệc ấm cúng để mà cảm ơn nhạc sĩ, ca sĩ nè, cũng như là dàn diễn viên nè, cũng như là ekip, những anh chị hậu trường ở phía sau. Cho nên là mình cũng chưa tính được là cái kinh phí nó bao nhiêu nữa. Nhưng mà chắc cũng cả tỷ rồi đó mọi người ơi. Nếu như mọi người thấy, mọi người coi phim thì mọi người cũng thấy là Trâm cũng khá đầu tư về hình ảnh nè, về diễn viên nè, về nội dung của phim. Cho nên là hy vọng mọi người sẽ ủng hộ phim mình nhiều hơn nữa. Tuy là tập 1 mới được có 300.000 lượt xem, nhưng mà có đến những 5.000 lượt bình luận. Và đa phần bình luận của mọi người là đều khen phim là mạch lạc nè, nhẹ nhàng nè, rồi có một cái nội dung hay và nó rất là đời. Cho nên là mọi người coi, mọi người không có bị mệt mỏi ở chỗ là phim mình nó không ồn ào. Đó là một điều mà Trâm rất là thích. Tại vì bản thân Trâm khi mà xác định làm cái bộ phim này thì cũng không muốn giống những bộ phim khác của những bạn khác. Ví dụ như người ta chọn một cái mảng phim là về hài, còn mình thì chọn một cái mảng phim về gia đình, về tình cảm, về những cái mà mình đã từng trải qua. Cho nên là khi mà được mọi người khen như vậy là mình cũng đã mừng rồi. Với lại cái kênh YouTube của Trâm thì cũng là mới thôi, cho nên là cái lượng follow nó chưa có nhiều. Mà được 300.000 lượt xem như vậy là cũng đã rất là vui rồi. Nên là hy vọng là mọi người ủng hộ hơn nữa trong tập 2. Trời ơi, tập 2 đưa mấy cái đoạn nhạc Vương Miện Xương Rồng vô nhức nhối luôn anh ơi. Nhức nhói luôn. Bạn Nhi Nhi và bạn nhạc sĩ Hữu Nhân có YouTuber không ạ? Có YouTube không?
Nhi Nhi Official ạ. Rồi nha mọi người, khi nào mà bé Nhi có kênh YouTube thì lúc đó mình sẽ kéo qua ủng hộ bé Nhi nha. Còn mình cũng hy vọng anh Lê Hữu Nhân sẽ làm kênh YouTube để mình kéo qua nghe nhạc của anh mỗi ngày. Anh sao muốn làm kênh YouTube đi, xong rồi cái mỗi ngày anh nấp lên một bài cái anh hát, hôm nay anh tặng cho Tâm nè, rồi ngày mai anh tặng cho bé Nhi nè, rồi ngày mai anh tặng cho các bạn nào mà nãy kêu chồng ơi nè, đó ông xã ơi nè, đó nó xanh đó đó. Nhi hát một bài đi. Rồi thôi bây giờ, nãy giờ thì mình cũng đã trả lời rất là nhiều câu hỏi của mọi người rồi, và Trâm xin nhắc lại là 20 giờ ngày 18 tháng 8 là ngày mai sẽ chiếu teaser tập 2 trên kênh Hộp Trăm Official, và ngày 19 tháng 8 sẽ là 20 giờ trên kênh Hộp Trăm Official sẽ phát trực tiếp tập 2 nha mọi người. Mọi người nhớ coi trực tiếp nha. Rồi bây giờ thì bé Nhi sẽ hát tặng cho mọi người một bài nữa rồi chúng ta sẽ kết thúc livestream ở đây nha. Bài gì giờ ta? Thôi hát bài Phim Vương Miện Xương Rồng đi mà ba người hát luôn. Ok không anh? Nhưng mà những cái đoạn nào mà em hát có lỡ ấy quá thì anh cứ cho qua luôn, anh trôi luôn nha. Ôi chết cha rồi, hết lời luôn rồi hả? Ủng hộ Nhi nè. Cho em trả lời cho một câu nữa thôi. Có rất là nhiều bạn thắc mắc là bộ phim này có phải nói về cuộc đời của chị hay không. Trâm xin khẳng định luôn là không phải nói về cuộc đời của Trâm nha mọi người, mà cái câu chuyện này dựa trên những cái chi tiết nhỏ thôi. Có nghĩa là mình cũng có lấy cảm hứng từ nó, nhưng mà mình sẽ làm cho nó drama hơn, chứ không phải là lấy từ cuộc đời của Trâm đâu. Đây là Trâm trả lời thắc mắc cho mọi người. Giống như mọi người coi phim thì mọi người thấy là nhân vật nữ trong phim á là có bầu, còn ngoài sự thật, ở ngoài đời là Trâm không có bầu nha. Rồi trong phim thì bà mẹ ghẻ rất là độc ác, nhưng mà mẹ tính á, là mẹ sao của Trâm ở ngoài đời thì lại trái ngược hoàn toàn. Cho nên là trong phim là mình làm nó drama nó khác hơn. Nên là mọi người đừng nghĩ là cuộc đời của Trâm nha, nó chỉ có khoảng 20-30% là cuộc đời của Trâm trong đó thôi. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Cái lời luôn hả? Bao nhiêu cái lời luôn hả? Cái lời này của em thì lại không đúng. Đúng không? Rồi, anh gửi cho em hả? Rồi, bây giờ đâu rồi? Đây. Rồi, bây giờ mình sẽ hát nhạc phim một lần nữa và mình sẽ kết thúc livestream ở đây cho mọi người. Chẳng muốn quay về nhưng mà chẳng thể trở về vì còn nhiều âu lo, vì lòng còn vương chờ hoài. Về nơi bắt đầu những lo man u sầu, chẳng biết đi đâu về đâu, về cất trong tim thật sâu. Chẳng ai muốn biết.
em phá hai người á. Rồi cảm ơn anh Hữu Nhân với lại bé Nhi Nhi ngày hôm nay đã cùng Trâm livestream để mày hát cũng như là chia sẻ về bộ phim cho tất cả khán giả. Và bây giờ thì mình sẽ kết thúc buổi livestream ngày hôm nay ở đây, và Trâm sẽ chọn ra 10 bạn có câu hỏi hay nhất, và Trâm sẽ nhắn tin cho các bạn để mà tặng quà cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem buổi livestream ngày hôm nay, và hẹn mọi người trong teaser ngày mai và tập 2 được phát sóng vào ngày 19 tháng 8 nha. Bye bye. Ngồi xa quá, vô cái cộng là mình được.